Hi, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành đi tìm kiếm em Meltan tiếp tục nha các bạn. Đó, đợt trước tìm toàn ra đít to thôi. Thì mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi, bằng cách nung 100 stack khoáng sản nha các bạn. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là đi lấy cái số khoáng sản này ra khỏi những cái lò thôi nha. Ồ, rất là nhiều luôn. Và sắt là nhiều nhất nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ lấy những cái số khoáng sản này ra nha. Trời ơi, 8 stack đầu tiên, không có gì rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục. Ồ, lần này nó có cả vàng xen lẫn nữa. Rồi, tiếp tục lấy thôi các bạn à. Ủa, cái lò này mình lấy rồi. À, hên quá. Tôi tính lộn. Rồi, tiếp tục cất cái số sắt này vô. Rồi, đã qua được 16 stack và chưa có gì anh em à. Tiếp tục lấy nữa thôi nè. Rồi, đi qua cái dãy bên này nha. Cái dãy chính giữa đã lấy xong rồi đó. Ồ, và đây rồi. Meltan, nó đã xuất hiện rồi nha các bạn. Đây, nó đây. Wow, và lần này nhìn khá là to các bạn ơi. Mình sẽ tiến hành bắt bằng Whipbone trước nè. Whipbone không thành công rồi. Vậy thì mình sẽ phone sweep nó nha. Đó, cho nó còn một máu. Và chúng ta sẽ sử dụng những cái quả như là Liverbone nha các bạn. Con này mới cấp 5 thôi, nên cứ Liverbone mà xả thôi. Oh, cấp 5 nhưng mà khó bắt nha các bạn. Hy vọng lần này nó sẽ không còn là con đít to nữa, mà nó là Meltan. Liệu 40% kia nó có may mắn đến với mình không? Các bạn hãy cứ đón xem nha. Rồi, tiếp tục là Liverbone. Wow, có vẻ con này nó khó bắt hơn là mình nghĩ các bạn ạ. Nó khó xơi quá. Rồi, cho một quả Liverbone nữa đi. Không được thì mình sẽ chuyển qua Tamerbone vậy. Rồi, có vẻ như là không được rồi. Chúng ta sẽ sử dụng cái quả Tamerbone nha. Trời ơi, bắt khó quá đi. Tamerbone. Họ nó đang boost defense các bạn ơi. Và cái skill đó là Harden đó. Rồi, tiếp tục là Tamerbone. Vẫn chưa được các bạn à. Rồi, nó vẫn boost defense lên nữa. Trời, mấy cái con này. Thêm một quả nữa các bạn ơi. Hy vọng chúng ta sẽ thành công. Và yes. Ui, và lần này là Meltan nha các bạn. Không còn là đít to nữa. Quá xịn luôn. Đó. Cuối cùng may mắn nó cũng đã đến với mình rồi. Sau 4 con đít to thì chúng ta đã có được em Meltan rồi. Trời đất ơi, quá chỉnh chờ luôn. Đó, tập này nó rất là may mắn luôn rồi đó. À, để bây giờ mình đi mình cất cái số sắt này cái đã. Sắt này nó cũng rất là nhiều luôn ha. Để mình sẽ dọn dẹp cái ba lô luôn. Quá xịn luôn. Meltan. Đó, sắt quá nhiều luôn nha các bạn. Trời đất ơi. Còn gì bằng nữa. Để mình coi thử nó coi. Coi thử một vài cái thông số cũng như là kích thước của nó. Ồ, nhìn nó tí hon quá ta. Kích thước của con này là huge. Và nó cộng special attack. Nó quá là xịn luôn nha các bạn. Rồi, như vậy là quá xịn luôn rồi. Wow, thì chắc tập hôm nay mình sẽ đi tiến hóa em Meltan này luôn nha. Để tiến hóa con này thì chúng ta sẽ còn lấy thêm 400 cái quặng ra nữa. 400 quặng thì chắc mình sẽ lấy tầm 7 stack là được rồi nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ lấy thêm nè. 2 stack rồi. 3 stack. Tiếp tục lấy cho nó đủ 7 stack là đâu đó tầm 400 quặng rồi nha các bạn. Phải lấy đủ nha, 400 quặng mới được đó. Rồi, đủ rồi. Lần này là dư luôn chứ không phải đủ nữa. Sau khi đã lấy 400 quặng ra khỏi những cái lò thì chúng ta sẽ cho nó lên cấp nha các bạn. Đó. Nhớ là khi mà lấy quặng thì phải có Meltan trong
6 em Pokemon nha. Đó. Ok, và bây giờ chỉ cần cho nó ăn một viên Ray Candy là nó có thể tiến hóa được rồi nha các bạn. Nói muốn lẹo lưỡi đúng rồi. Và cuối cùng Meltan cũng tiến hóa. Và nó bự lên kìa các bạn. Ui, nó to vậy chưởng. Wow, xịn nha. Wow. Trời, lần này nhìn nó rất là cơ bắp luôn. Và đây là Meltan nha. Trời ơi, quá xịn luôn. Đó. Wow, nhìn con này nó rất là cơ bắp luôn nha các bạn. Và nhìn cái đầu nó kìa, nó xoay xoay. Wow, cái đầu này nó cũng rất là giống với con Meltan ha. Wow, và nó có cái đuôi hả? Ồ, cái đuôi rất là giống cái cọng dây điện các bạn à. Wow, và cái phần ở dưới bụng này chúng ta có thể nhìn xuyên thấu qua được. Wow, bây giờ đã lên được 767 em Pokemon rồi. Để mình đi ngủ một phát cái đã. Quá xịn luôn, trời ơi. Và mấy em này là Legendary đó nha các bạn. Huyền thoại đó. Quá là xịn sò luôn. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đi ra ngoài coi. Em này thì nó mới cấp 6 thôi. Chắc mình sẽ đi luyện cấp cho nó trong tập ngày hôm nay luôn nha các bạn. Wow, nó có được 2 skill, 3 skill luôn. Headbutt Harden và Thunder Punch thì nó mới học khi mà tiến hóa lên Meltan nha các bạn. À, có 2 skill thôi. Hèn chi. Và đặc biệt là skill Harden á là nó boost phòng thủ đó các bạn ạ. À, lên cấp rồi. Xịn vãi, cấp 7 rồi các bạn à. Rattata nè. À, lần này thì không lên cấp được rồi. Rồi, để mình đi vòng vòng, mình thách đấu thêm mấy em Pokemon khác nữa nha. Train Wheel. Đó, cấp 8 rồi các bạn à. Quá xịn trò luôn. Đó, lần này thì còn gì bằng nữa. Đi tiếp tục phiêu lưu thôi các bạn. Bên đây chúng ta có được một cái rương Poke nè. Để mình quay lại mình lấy coi. Rương Poke nằm ở đâu rồi? Nãy giờ mình đang luyện cho Meltan lên được cấp 12 rồi. Oh, có một con Pokemon Shiny các bạn. Bigetto. Oh, Bigetto. Chúng ta sẽ đi thu phục Shiny luôn. Shiny thì mình cũng rất là thiếu. Đó. Hôm nay đi thu phục luôn nha các bạn. Đây. Wow, nhìn nó vàng vàng, nhìn nó đẹp ha. Lụm nó luôn bằng Whipball nha các bạn. Ha, xịn liền. Bigetto. Quá đã. Yes, một quả đã thành công luôn rồi. Quá xịn sò luôn. Trời ơi. Hiện tại trời nó mưa rất là to anh em à. Ồ, bữa đây có một cái ông trainer nè. Mặc đồ bơi anh em. Shellder hả? Dứt mày luôn. Sidus dứt luôn nha các bạn. Wow, hình như Meta của mình nó lên cấp rồi đó. Wow, nó lên cấp liên tục luôn. Slowpoke. Tentacool. Oh, và nó học được Thunder Wave nè. Mình sẽ thay bằng, mình sẽ thay cái skill Tail Whip nha bằng Thunder Wave. Đó. Con này nó hệ thép sao mà học toàn skill hệ điện không vậy ta? Oh, World Cup skill đó mình không có cần đâu. Kẹo dẻo của mình nó đã có bộ skill chuẩn rồi các bạn ạ. Oh, có một con boss Wubat kìa. Thôi chắc mình sẽ tắt thông báo boss đi. Mình đang ở đầm lầy để mà tìm kiếm Mookip nha anh em. Trời ơi, tìm cái con Mookip này nó khổ lắm. Cái tỷ lệ xuất hiện của Mookip á nó còn thấp hơn tỷ lệ xuất hiện của Delibird 7 lần nha các bạn. Đó, tỷ lệ có 5.0 thôi. Còn của Delibird là 35 chấm. Kinh khủng. Trời ơi, hiện tại vẫn quanh quẩn tại cái vùng Swampland nhưng mà chưa thấy gì anh em ơi. Ồ, có một cái tòa tháp ma nè. Hình như mình lấy cái Master Chest rồi. Ồ, đây, thêm một em Shiny khác nữa các bạn ơi. Lần này là Team Bon nha. Ồ, chúng ta sẽ bắt nó luôn. Trời ơi, xịn sò. Đây, con này nhìn cũng khá là dễ thương ha.
Nó cũng rất là giống mấy con rái cá. Đó, cứ whip ball mà xả thôi bạn ơi. Con này cấp 15 thôi. Và yes, chúng ta đã bắt được Team Bond rồi. Oh, và được thành tựu Flow Like Water. Quá là xịn luôn. Ok, chỉnh cho đó. Để tôi leo lên bờ, để tôi tiếp tục đi tìm mu kiếp nữa coi. Tìm mu kiếp mà nó ra mấy con gì đâu không à. Nhưng mà Shiny thì tạm chấp nhận được các bạn à. Ốp, Rotgun hả? Thách đấu tôi luôn. Mày nè con. Nó cho mình một cái Slam Ball nhưng mà mình không có cần đâu. Chúng ta thử đi qua cái hướng này coi. Wow, trước mặt là Extreme Hill các anh em à. Núi cao với chưởng. Oh, và hình như là một cái ông trainer nào đó thì phải. Trainer đúng không? Đúng rồi, trainer. Ồ, ông tiến sĩ trainer anh em à. Pokemon cổ đại nè. Archeop. Chết queo luôn. Kling Klang. Kling Klang. Kling Klang cũng chết queo luôn. Trời, đọc uống lẹo lưỡi luôn. Kabuto anh em à. Cũng là Pokemon cổ đại luôn. Dứt nó thôi. Đó, gọn trơn. Quá xịn sò luôn. Ok, mình sẽ tiếp tục di chuyển quanh quanh cái vùng Swampland này để mà tăng tỷ lệ xuất hiện cho Mookip nha các bạn. Trời đang mưa nữa và vào buổi tối nữa nè. Wow, đi tìm kiếm mấy con này nó khổ quá. Mookip là cái em Pokemon thường cuối cùng của mình. Đó, sau khi mà bắt được Mookip thì chúng ta chỉ cần bắt Ultra Beast cũng như là những con Legendary nữa là thôi. Nói chung là toàn hàng khủng thôi các bạn ạ. À. Rồi, đi lên đường. Chạy bộ nãy giờ mệt quá, trời nó mưa nữa. Hồi ôi trời nó mưa tầm tã luôn anh em. Khổ thiệt sự. Mù kiếp, xuất hiện đi. Không chịu xuất hiện anh em à. Khổ quá à. Thôi chúng ta cứ bay vòng vòng vậy thôi. Ồ, minimap của mình nó bị lỗi hả? Ồ, có một con shiny khác lại xuất hiện nữa nè. Và lần này là Rotgun anh em. Ồ, con này hình như màu nó nhạt hơn thì phải. Chúng ta sẽ bắt nó luôn bằng Whipball nha. Ngon. Nói chung shiny xuất hiện thì mình càng khoái nữa. Còn gì bằng nữa anh em. Đó, gọn trơn. Để mình coi cái con Rotgun này nó có khác gì với lại cái con thường không. Mình có con thường không ta? Hay là mình đã tiến hóa rồi? À, mình vẫn có con thường. Và tiến hóa của nó là Toxic Rot nha. Ồ, con này thì màu nhạt hơn nè. Nhìn xịn vậy. Đó, xịn xò liền. Trời ơi. Để mình leo lên trên cái đã. Ồ, có một con boss nè. Đây là ba nếp te anh em. Ồ, hình như là boss mega. Chúng ta sẽ dứt nó luôn nha. Ba nếp te. Rồi, mình sẽ tiến hóa mega lên để mà chơi nó luôn. Wow, bữa giờ mình cũng không có để ý lắm. Thấy cái con Caesar nè, nó lên mega nó thay đổi kích thước rõ rệt luôn nha các bạn. Thấy nó to vãi chưởng luôn. Oh, ôi và nó tốn khá là nhiều máu của mình ha. Hên quá, chắc không sao đâu. Không sao đâu, chúng ta lo được. Metal Claw, hay quá. Được một viên kẹo nè. Quá xịn sò luôn. Rồi, để chúng ta bô cái heal một phát coi. Trời đất ơi. Mình sẽ cho em Trapdoh này lên cấp 98 nha các bạn. Oh, có một con boss khác nữa nè. Gengar. Gengar. Lần này là boss nó legendary luôn. Boss huyền thoại nha các bạn. Thì nó cách cái con level cao nhất của mình á là 20 cấp.
Nó cấp 120 luôn, căng phải chứ. Gengar, ôi không được rồi, chúng ta cấu mới được có hơn nửa cây máu thôi. Nói chung là cũng khá là khó khăn đó. Water Shuriken, ôi hy vọng cấu được nhiều máu. Ui nó, cũng được các bạn ơi. Hên quá, con Ren của mình nó chưa chết. Tưởng phải đó là nó hẹo rồi chứ. Lần này mới hẹo thiệt nè, trời đất ơi. Skill gì đây? Thunder. Ôi không được rồi, mình sẽ cho kẹo dẻo dùng Hydro Pump vậy. Hydro Pump không được luôn các bạn ơi. Rồi và con Melmetal. Mày, trời đất ơi, không được rồi các bạn à. Chúng ta phải đấu lại một lần nữa coi. Lần này thì mình sẽ cho con Scissor của mình lên Mega đi. Vậy nó mới an toàn các bạn à. Cho nó lên Mega mới được. Ui, mém hẹo. Hên quá, cũng cấu được cho nó nửa cây anh em à. Trời đất ơi, kinh khủng chưa. Chết rồi, mình đổi lộn Pokemon rồi. Chết quẹo. Chết là được cái chắc anh em à. Skill gì đây trời. Ôi, không được rồi, Thunderous nó không trụ nổi được một skill anh em. Chắp đâu. Mày nè, Chắp đâu trụ nổi nha. Ở đây có một con Meral nè các bạn. Meral Trap Cannon. Học được Thunder Shock, mình sẽ thay bằng Thunder Wave nha. Thay Thunder Wave luôn. Tail Low hả? Tail Low. Đâu rồi? Để mình giật điện đó các bạn ơi. Mày này con, chết queo và nó cho mình một viên kẹo nè. Ha, sẵn tiện mình sẽ cho Chapdo lên cấp 100 luôn nha. Đó, và thế là mình đã luyện xong ba em chim rồi. Chim lửa, chim điện, chim băng đều đã đạt được cấp 100 và đều đã có những cái skill chuẩn cũng như là điểm EV, IV chuẩn rồi đó. Đây, điểm EV của nó nè các bạn. Mình cộng max speed. Còn về cái phần special attack và attack thì mình cộng nửa nửa thôi. Đó. Đây, đây chính là thông số thật của nó. Trời ơi, chỉnh sò liền. Vì nó là huyền thoại nên là nó mang cái điểm speed nó rất là cao nha các bạn. Tính ra thì nó chưa max speed anh em ơi. Nhưng mà thôi kệ đó đi. Rồi, mình sẽ lấy trainer set ra luôn. Lần này thì chúng ta sẽ đổi Thunderous làm thuốc cưỡi nha các bạn. Đổi thuốc cưỡi. Đây là Masado, skill chuẩn của nó nha các bạn. Đã học được từ Moon Freelancer rồi đó. Thấy ông Moon Freelancer ông có ít chưa? Quá xịn sò luôn. Rồi lấy kiến ra để mình thay đổi hình dạng Turian cho con Thunderous. Anh em nghe không? Sấm sét anh em ơi. Kinh vãi chưởng. Mỗi lần dùng cái kiến cho cái con Thunderous là có sấm sét. Quá xịn sò luôn. Đó, game nó phải làm như vậy đó. Mới chân thật được chứ. Rồi, xịn sò rồi đó. Trời đất ơi. Nhưng mà cái con này, có một con shiny xuất hiện nữa nè các bạn. Lần này là Golden nha. Mình định nói là cái con Thunderous này. Ây da, thêm một con Pokemon khác nó lại thách đấu tôi nữa nè. Cái con Thunderous này á, khi mà cởi á, nó sẽ che mất cái tầm nhìn của mình. Golden shiny thì mình chưa có, chắc mình sẽ thu phục nó luôn nha. Nó đây các bạn ơi. Golden shiny, có hai con luôn. Một con thường và một con shiny. Đây, lẫm em shiny bằng Whitbon luôn nha. Mấy con này thì bắt khá là dễ thôi, cứ Whitbon mà xả thôi. Yes, thành công rồi các bạn ơi. Đó, bắt khá là đơn giản luôn. Trời ơi, quá là xịn sò luôn nha. Ai da, con nào thách đấu tôi nữa vậy? Con Big Gay anh em ạ.
xử mày luôn nha con, chết queo rồi. Oh, bên đây để mình coi có bán skill không nha các bạn. Mình đang cần đi mua một vài cái quyển skill khác. Natural gift. Oh, đây rồi, natural power. Skill mình còn nãy giờ đó các bạn. Để mình học cho con Celebi. Rồi, trước tiên để mình học luôn nha. Học cho Celebi. Đâu rồi? Em Celebi của tôi. Hàng xịn, hàng xịn. Oh, Celebi cấp 100 rồi các bạn ơi. Tính ra tôi luyện cũng kinh khủng đó. Rồi, bây giờ mình sẽ học Nature Power này để mà thay cái skill Leaf Storm, tức là bão lá nha các bạn. Chúng ta sẽ biến Celebi thành một cái em Pokemon boost chính hiệu cho cả cái đội hình luôn đó. Thay luôn Leaf Storm nha. Ok, đã đổ bộ skill chuẩn cho Celebi rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cất ẻm lại và tiến hành lên đường phiêu lưu tiếp nha. Có một con boss dưới đây nè các bạn. Poliwag hả? Ôi, nó nằm ở dưới đây hả? Ở đây nè. Trời đất ơi, chơi mà trốn. Mình sẽ thử sức cho em Greninja nha. Xài Greninja đánh boss luôn. Coi thử có căng thẳng không. Rồi, Aerial Ace. Mày nè con. Đó, một khúc máu các bạn ơi. Skill này thì mình mới vừa mua và học cho Greninja đó. Hiện giờ thì em Greninja của mình đã có được 4 cái bộ skill chuẩn rồi. Đó là Water Shuriken, Aerial Ace, Water Punch và Night Slash nha các bạn. Đó, quá là xịn sò cho em Greninja luôn. Ok, mình sẽ tiếp tục cấu máu em Poliwag này. Ồ, một khúc luôn, đã vậy. Ui, và nó cũng đánh mình rất là đau luôn các bạn ơi. Chết queo nó rồi, hên quá. Ồ, có một em Shiny Cat lại xuất hiện nữa các bạn ơi. Lần này nó là con Litleo. Quá là xịn sò luôn. Trời đất ơi, con gì băng nữa. Để tôi bay lên, tôi thu phục nó luôn nha các bạn. Đây, Litleo. Nhìn cái màu nó kìa, nhìn nó sáng sáng hơn các bạn ơi. Lụm nó luôn bằng Whipball thôi. Đó, mấy em Shiny thì cứ nhầm Whipball mà xả thôi. Xịn xò liền. Có một cái Wurmhole xuất hiện kìa. Nhưng mà mình đâu có cần đâu. Hiện giờ thì Aces cũng như là Necroma của mình có thể mở được mà. Rồi, mưa gió kinh khủng luôn các bạn ơi. Mình vẫn đang ở tại cái vùng đầm lầy để mà tiếp tục tìm kiếm cái em Mugip nha. Trời đất ơi, mưa gió kinh khủng thiệt sự. Lỗi map hả? Mình đã chỉnh lại rồi các bạn ơi. Rồi, tiếp tục tìm kiếm nó thôi. Ok, xuống đi bộ thử coi. Ai da da, rớt xuống đây nữa chứ. Ôi, cái lỗ này nó nhỏ quá, không biết bay lên được không. Và Mugip đã xuất hiện. Đây rồi các bạn ạ. Nó đây rồi. Hàng xịn, hàng xịn. Cuối cùng thì công sức của chúng ta nó đã được đền đáp. Đây, em Mugip. Siêu dễ thương luôn. Lụm nó luôn nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ xài Whipball trước nha. Em này cấp 10. Đó. Và đây là Pokemon thường cuối cùng mà mình chưa thu phục thôi. Lụm nó luôn. Con Sweep. Còn một máu trước nè. Rồi chúng ta sẽ đi qua những cái quả như là Liverpool nha. Yes, thành công rồi các bạn ơi. Quá xịn sò luôn. Cuối cùng mình cũng đã bắt được em Mugip này rồi. Đó, sẵn tiện thì mình sẽ đi trở về nhà luôn nha. Ngủ một phát để cho trời nó hết mưa cái đã. Tập hôm nay quá là may mắn luôn. Xịn sò liền. Đây.
À, sẵn tiện thì mình sẽ lấy luôn mấy cái em Pokemon này ra luôn nha. Mình sẽ lấy luôn con Mewkip ra, cũng như là con Swampert tiến hóa cấp 3 của Mewkip luôn nha các bạn. Đầu tiên là Mewkip trước nè. À, tiếp theo đó chúng ta sẽ lấy luôn em Swampert ra luôn nha. Đâu rồi, Swampert của tôi. Đây, đây chính là tiến hóa cấp 3 của Mewkip đó các bạn ơi. Rồi, để mình đi ra đây kiếm cái chỗ nào trống trải. Chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm cái em Mewkip này cái đã. Sau bao nhiêu cực khổ thì cuối cùng cũng đã có được nó rồi. Để mình dãy cỏ cái đã. Cây cỏ chỗ này nhiều quá. Chúng ta còn một cái không gian trống trải sạch sẽ để mà review em Mewkip này. Rồi, à, còn một cái hạt giống chỗ kia nữa hả? Mình vứt đi luôn nha. Đây, đây là Mewkip của chúng ta. Ô, và nhìn nó lắc lắc cái đuôi các bạn, siêu dễ thương luôn. Ồ, nhìn đã với trưởng. Đó, bao dễ thương luôn nha. Và hiện tại mình đã đạt được 768 em Pokemon trên 809 em rồi nha. Và Pokédex vẫn là 94%. Phải 8 đến là đến 9 con chúng ta mới được 1% nữa các bạn ơi. Rồi, tiếp theo đó là Swampert tiến hóa cấp 3 của Mewkip. Con này thì chúng ta có thể cho nó lên Mega được nha. Và lên Mega thì bao ngầu luôn các bạn ơi. Đây, cùng nhìn lại Swampert Mega coi. Đó, lực sĩ cơ bắp. Rất đẹp luôn nha các bạn. Mình rất là khói Mega, nhất là của cái con Swampert. Ôi, nhìn to vãi chưởng. Hả? Chào cấp 3 Mega của mày đi, Mewkip. Trời ơi, nhìn dễ thương vậy. Ồ, nó bỏ đi luôn rồi kìa. Rồi, xịn xo rồi. À, và may mắn nhất trong tập ngày hôm nay phải kể đến em Metan. Hiện giờ nó đã thành Mew Metan rồi nha các bạn. Đó, con này nhìn nó rất là giống sắt vàng với lại silicon kết hợp lại ha. Ba cái khoáng sản mà có được nó đó. À, với nhôm nữa chứ. Họ cái đuôi quắc quắc kìa, như cái cọng dây điện. Cái đầu cũng có thể nhìn xuyên được nè. Cái bụng cũng có thể nhìn xuyên được. Nhưng mà nhìn rất là cơ bắp luôn nha. Đó, đừng có giỡn. Trời ơi, con này nó cao 2,5 m. Ôi, và nặng 800 kg. Kinh khủng vậy. Ôi, nó nặng gần cả tấn luôn các bạn ơi. Wow, đúng là kim loại ha. Kinh khủng đó. Wow, 800 kg. Ui, căng thiệt sự luôn. Ô, và cái con Meltan bình thường thì nó có 0,2 m thôi, nặng có 8 kg à. Mà khi tiến hóa lên thì nó phát triển tới cái chiều cao cũng như là cái cân nặng rất là kinh khủng luôn đó. Quá là xịn xò rồi anh em ơi. Wow, các bạn có thể đọc về cái phần mô tả của những em Pokemon nè, nó cũng rất là thú vị đó. Đó, hai em huyền thoại luôn đó, xịn xò chưa. Rồi, tập hôm nay thì như vậy là quá là xịn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi mà mình ra video nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này và like bay Fury Gaming để cập nhật thêm nhiều thông tin khác nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.